Xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm món mì sốt với lại cá hộp nha các bạn. Ở đây nguyên liệu mình có 3 gói mì Hảo Hảo. Nếu mà không dùng mì Hảo Hảo thì các bạn cũng có thể dùng những cái loại mì khác cũng được, không sao ạ. Và 2 hộp cá ba cô gái. Rồi, bây giờ mình cũng bắt đầu làm nha các bạn nha. Mình chuẩn bị một nồi nước sôi như thế này nè các bạn, để bỏ vô cho mì nó chín các bạn ha. 1 2 3. Nếu như mà các bạn thích ăn rau gì thì mình cũng có thể bỏ vô ngay lúc này các bạn. Mình thì mình không thích ăn rau, bởi vì rau mà bỏ vô mì nó sẽ làm mất cái vị ngon của mì các bạn. Nó làm cho cái món mì của mình không có đậm đà nữa, cho nên mình không thích. Mình sẽ bỏ vào đây một ít hành cắt nhỏ đây các bạn ha. Các bạn đừng sợ mì nó đục nha, bởi vì cái món này mì càng đục càng ngon ha các bạn. Mình sẽ dùng đũa. Nhà mình các bé rất là thích ăn cái món mì này luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ rớt cái mì ra cái hổ này ha các bạn ha. Để mình tận dụng cái chảo này để mình sốt với lại cá hộp. Mình lại tiếp tục sử dụng cái chảo này ha các bạn. Mình bỏ vào đó một chút xíu dầu ăn. Chờ cho đến khi dầu nóng lên thì mình, nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể bỏ thêm hành tím hoặc là củ tỏi vào trong cái dầu cũng được. Còn mình không thích thì mình không bỏ các bạn ha. Rồi, sau khi dầu đã nóng rồi thì mình bỏ vào đây cá hộp ha các bạn. Và có thể nêm một chút xíu bột nêm của mì vào đây cũng được các bạn. Mình có thể nêm một gói cũng được, tại vì đây đến ba gói mì nè. Theo như kinh nghiệm thì mình càng làm nhỏ thì cái món mì của mình càng ngon hơn các bạn ha. Rồi sau đó mình sẽ cho mì vào để mình sốt chung với lại cái sốt cá này. Nếu như các bạn thích ăn ướt thì như vậy đã được rồi đó các bạn.
Còn nếu mà các bạn thích ăn khô xíu thì các bạn để cho nước cạn xuống một xíu cho nó sền sệt giống như mì tương đen Hàn Quốc thì nó lại càng ngon các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ gấp cái mì ra ngoài dĩa nha các bạn nha. Sau đó mình cho nước sa tế của cái mì lên các bạn. Wow. Đây các bạn, một món mì xào rất là hấp dẫn luôn các bạn. Các bạn thích thì các bạn thầy bỏ, có thể bỏ thêm giá hoặc là các loại rau mà mình thích đó các bạn. Nhưng mà nè, mình cũng nói trước luôn là như vậy sẽ làm cho món mì của mình nó mất đi vị đậm đà ha, mất đi vị ngon đó. Còn mình thì mình riêng mình thì mình thích ăn như vậy thôi các bạn, không cần bỏ rau gì hết. Cái món mì rất là đậm đà và mình có thể bổ sung cái lượng rau trong cái những cái món ăn khác. Rồi, xin chào các bạn nhé và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.